Lan Ngọc, Huyền Baby lên đồ đỏ sắc cùng hội chị đẹp tại sự kiện ra mắt phim của Diệu Nhi. Dàn mỹ nhân đình đám cùng đổ bộ tại thảm đỏ ra mắt bộ phim Trên bàn nhậu dưới bàn mưu. Trên bàn nhậu dưới bàn mưu là mảnh ghép cuối cùng của điện ảnh Việt Nam 2023. Mới đây, phim đã có buổi công chiếu chính thức đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh, chính thức giới thiệu tác phẩm đến với khán giả trước kỳ nghỉ lễ sắp tới. Bên cạnh dàn diễn viên trong phim với những gương mặt nổi bật như Kiều Minh Tuấn, Diệu Nhi, Thúy Ngân, sự kiện còn quy tụ nhiều gương mặt đình đám của làng giải trí Việt. Đặc biệt, nổi bật nhất tại sự kiện phải kể đến màn đổ bộ của dàn chị đẹp trong chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng. Họ có mặt để ủng hộ bộ phim mới của Diệu Nhi. Những cái tên quen thuộc như Ninh Dương, Lan Ngọc, Huyền Baby, Diệp Lâm Anh chiếm trọn spotlight tại thảm đỏ khi khoe sắc vóc và nhan sắc nổi bật của mình. Bên cạnh dàn chị đẹp, những gương mặt khác như Harry Won, Trương Quỳnh Anh, Minh Tú cũng thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả và truyền thông.